A few minutes later. Cái gì cơ? Ban ngày ban mặt mà lại có trộm dám lẻn vào nhà. Này con, ngửi thấy cả mùi nước dãi nữa Nhím ơi. Kẻ trộm nào mà lại thích ăn thạch nhỉ? Bình thường ấy, kẻ trộm mà lẻn vào nhà thì là người ta hay lấy các cái đồ có giá trị ấy, như điện thoại này, tủ lạnh này, tivi này, vàng, tiền. Chứ ai lại lấy thạch cậu nhỉ? Có lý đây. Này, cái gì thế cậu? Nhà em Cam có cam mà. Camera. Bây giờ mình sẽ bật lại camera, xem ở trong phòng này nó có cái gì xuất hiện là biết ngay thôi. Bật tivi này. Oh my god. Đấy chưa, có cái bóng gì màu xanh xanh kìa. Nó tiến đến bàn và nhìn những cái đống thạch này thèm nhỏ cả dãi kìa. Ui, cái mồm của nó còn đang thèm khát kìa các cậu ơi. Đúng là con này nó ăn thạch của em rồi. Thế là đã rõ thủ phạm ai ăn thạch của em Cam rồi nhá. Không phải là một tên kẻ trộm mà con này chính là con gì các bạn có biết không? Con Blue. Đúng rồi, quái vật Blue. Ui, cái con này nó ghê lắm. Bây giờ mà đuổi theo nó lấy lại thạch ra có khi nó lại bắt cả anh ấy. Thôi Cam ơi, có mấy cái thạch thôi, không thiết, bỏ đi. Đúng rồi đấy, ăn nhiều kẹo mẹ thạch làm gì, sâu răng em Cam ạ. Nhưng mà em đã ra tôi đã ra rồi. Em đã ra mất người nào đâu. Em chịu đâu. Ôi thôi, được rồi. Thạch chưa gì, đơn giản. Tớ hết tiền rồi nha, tớ không đi mua thạch cho em Cam đâu. Cậu bảo đơn giản thì cậu đi mà mua. Không phải mua, nhà tớ có sẵn nguyên liệu làm thạch rồi. Làm thạch à? Đúng rồi. Nhưng mà em Cam có thích ăn thạch màu sắc không? Em rất thích ăn thạch màu sắc. Trước tiên muốn làm được thạch màu sắc ấy thì chúng mình phải đi kiếm được các cái nguyên liệu. Ví dụ như là những bông hoa mà nó có thể tạo màu được, như là hoa đậu biếc này. À, tớ thì ở trường em có đấy. Lại đây. Trường em ở đâu? Thế cái cây hoa đậu biếc ý nó ở chỗ nào em Cam? Nó ở đâu? À, đúng rồi, chị đang cần tìm những bông hoa này đây này. Những bông hoa này cho vào nước là nó sẽ ra màu xanh đấy. À, vườn rau của trường em Cam ở trong đấy à? Em Cam hái những bông hoa đậu biếc ý đi. Hái thật nhiều vào để chúng mình sẽ làm màu từ những cái cánh hoa này. Hái những bông tươi em Cam ạ. Nguyên liệu làm thạch có đầy đủ trong cái túi này này. Tớ mua từ trước Tết các cậu ạ. Mà không có thời gian làm. May quá, hôm nay em Cam lại bị trộm nó vào ăn hết thạch. Đây chính là những cái gói bột để làm thạch nhá. Rất nhiều màu luôn. Hai gói này thì sẽ là màu trắng, còn gói này thì sẽ là màu đen. Đấy, phô mai con bò cười. Để làm gì? Để làm thạch. Các cậu đã ăn thạch phô mai con bò cười bao giờ chưa? Còn sữa và thạch từ Milo. Milo đấy. Thế có nghĩa là mình sẽ có thạch màu đen, màu trắng và màu nâu và cả màu xanh nữa đúng không? Đúng rồi. À thế thì cũng được đấy. Bây giờ bọn mình bắt tay vào làm đi. Đầu tiên mình sẽ đun sôi nước này, sau đó cho cái hoa đậu biếc này vào. Đấy. Ô, nhìn thấy các cậu ơi. Khuấy một lúc là nước nó sẽ chuyển thành màu xanh. Mình sẽ làm thạch màu xanh và có nhân phô mai màu trắng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ làm nhân thạch nhá. Nhân từ phô mai. Em Cam phụ chị gắp các cái nhân này cho vào khuôn nhá. Đấy. Để phô mai ra đây. Chan ơi. Ơi, chúng mình sẽ cắt nhỏ nhá. Thành miếng nhỏ xíu ạ. Đúng rồi. Nhỏ xíu để chúng mình làm thạch. Thơm quá. Sau khi đã có màu rồi, mình sẽ vớt những cái hoa đậu biếc này ra nhá. Sau khi sôi nước này, mình tiếp tục cho gói bột thạch vào. Bạn nào ấy mà thích ăn ngọt ấy thì mình sẽ cho nhiều đường, còn bạn nào không thích ăn ngọt thì mình sẽ cho ít đường nhá. Mình sẽ cho 5 thìa đường vào đây. Khuấy đều trong 5 phút. Em Cam đâu? Mang khuôn ra đây nào. Sau đó mình sẽ đổ vào khuôn nhá. Wow, amazing. Da màu xanh nước biển cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh sao lại còn có cả nhân trắng cơ. Cái này nó lại nổi lên này. Không hiểu được. Sao lại một mình cái đấy nổi nhỉ? Rồi. Sao cái đấy nó nổi lên rồi? Tớ không hiểu được. Sao lại chỉ có mỗi một mình viên phô mai nó nổi lên nhỉ? Kệ nó, để bây giờ tớ sẽ đậy lắp vào nha. Đợi từ từ thôi, để cho cắt được nước nóng nó sẽ phọt lên tay đấy. Mà bỏng tay đấy em Cam ạ. Đúng rồi. Ấy. Ấn thật chặt nha, sau đó chúng mình sẽ đẩy tủ lạnh trong vòng 1 tiếng. Đẹp thực sự luôn. Để em mở tủ lạnh cho. Không, tủ lạnh ngăn trên cơ. Rồi, ok. Thật khéo léo mình cho nó vào tủ lạnh nha. Rồi. Trong khi chờ bạn Nhím với em Cam làm thạch kia thì tớ sẽ làm một loại thạch khác nhé các bạn ơi. Milo. What the hell? Milo này. Đấy, đổ 2 hộp Milo ra bát. Hộp Milo này các bạn đừng vứt đi nhá. Lát nữa chúng mình sẽ lấy hộp Milo này làm khuôn luôn. Đấy, hộp thứ 2. Tiếp đó chúng mình sẽ cho bột rau câu vào. Đấy. 2 hộp Milo thì mình sẽ đổ cái túi bột này ra thôi nha. Không là nhiều quá, thạch đông lại ăn sẽ rất là cứng đấy. Ok, cho bột rau câu vào Milo và trộn đều nhé các bạn mình ơi. Trộn thật đều với nhau. Đem hỗn hợp này đi đun nóng thôi. Còn 2 vỏ hộp này tớ sẽ cắt làm khuôn luôn, trong khi chờ đợi nước sôi. Đấy. Thế là mình đã có 2 chiếc khuôn rồi. Mình có một son như kiểu là sô-cô-la luôn. Sau khi cái nước này sôi rồi là mình có thể đổ vào khuôn. Nước thạch tới đây. Đổ vào đây đúng không? Cậu cứ để đấy để tớ làm. Đây là thạch Milo của tớ mà, tớ sẽ tự tay đổ vào khuôn. Em Cam cẩn thận không là nóng bỏng nữa nha. Ui, đã, tao chuẩn bị đóng thành thạch dưới này các cậu ơi. Cho thật nhanh vào trong hộp. Của chị giờ em uống cái Milo còn tốt nè. thạch màu đen, chúng mình cũng sẽ làm như vậy. Được rồi đấy em Cam ạ. Ê, em Cam đừng bôi ra như thế, bẩn hết cả bếp đấy. Chúng mình sẽ tắt bếp đi nha, và bắt đầu múc nước thạch ra từng khuôn. Múc thạch chân chó này em. Không sao cả, tí nữa những cái nước này nó sẽ đông thành thạch là mình có thể lấy ra dễ dàng. Đúng rồi đấy. Múc thật cẩn thận nha. Và một khuôn xương chó này. Ôi, chị cho anh múc chẳng khéo gì cả. Chị múc toàn bị dây hít ra bên ngoài thôi. Em Cam thấy làm thạch như này có đơn giản không? Quá là đơn giản. Đúng rồi, chỉ cần cho bột vào khuấy và cho vào khuôn là chúng mình đã có thạch ăn rồi. Đấy, em Cam thích ăn thạch khủng long không? Thạch khủng long à, đây một chiếc con khủng long với đầy đủ các loại khủng long ăn cỏ và khủng long ăn thịt luôn. Ôi rồi ơi, cho quá tay rồi. One hour later. Wow, thạch của chúng mình đã được rồi đó các bạn ơi. Bê ra bàn cùng thưởng thức nào. Đưa đây tớ bê khay này cho. Ui, tớ đóng rắn hết rồi này. Đi thôi các cậu ơi. Bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cái thạch này của mình ra nhá. Ui, một lớp này. Đứt rồi, đứt rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ cái lớp này lên trước nha. Wow. Thành những chấm tròn, lỗ tròn các bạn ơi. Trông như là pop ít đấy nhỉ. Pop ít đã, pop ít này, pop ít lỗi. Bây giờ mới là phần chính này. Chúng mình ở bên trong. Đẹp chưa các cậu ơi. Đang đi ở đây, đang đi ở đây. Chúng mình sẽ làm thạch hồ lô. Trông như là những viên bi này. Xiên một cái xuống đây này. Ui, nó rắn mãi mới lôi được lên. Wow, một viên bi. Hai viên bi. Ba viên bi. Yeah, kẹo hồ lô màu xanh. Trông đẹp chưa các cậu ơi. A few moments later. Wow, một đĩa thạch hồ lô. Siêu đẹp luôn. Em Cam ăn thử không? Ồ, sao em Cam vừa ăn vừa nhăn mặt vậy? Thạch bị làm sao ạ? Ngon quá đúng không? Bây giờ anh cũng thử ăn một cái xiên hồ lô để xem như thế nào nhá. Không cậu, nó có cái vị thơm thơm của cái phô mai này, gần như là cái vị thơm này là chính, và nó có hơi một chút ngọt của đường nữa, ăn ngon lắm cậu ơi. Thế nó có mùi của cái hoa đậu biếc không? Không không không, chỉ có mùi của phô mai thôi, không ngửi thấy mùi hoa đậu biếc gì cả. Thế mà em Cam nhăn mặt, tớ lại cứ tưởng là làm cái thạch này không ngon cơ. Bây giờ để tớ thử cho cái thạch Milo này ra nhá. Cho ra kiểu gì? Đấy, cứ bóp cái này nó sẽ ra thôi. Wow, một tảng thạch to đùng. Wow. Trông như là một miếng đậu phụ ấy. Nục nè, nục nịch, nục nè, nục nịch. Nhưng mà ăn cái thạch này không phải em ơi, em Cam từ từ. Chị biết là cho em ăn rồi, nhưng mà từ từ để chị phải cho thêm topping vào đã. Topping chính là gói Milo bột này các bạn ơi. Đây này. Em thích ăn sô cô la. Cái này là nó bị sô cô la đấy. Đây, dưới một lớp Milo bột lên. Chị Chan. Đúng rồi, sô-cô-la em Cam ơi. Thôi vừa vừa thôi cậu ơi, không được ăn toàn bột thôi. Đấy. Ăn món này như thế nào các bạn có biết không? Chúng mình sẽ cắt ra từng miếng đúng không? Đúng rồi. Xiên từng miếng này. Ồ, trông như là một những miếng bánh sandwich ấy. Ý, to quá. Đấy. Xong như này, chấm bột. Ôi, tại em Cam đây, cứ giơ tay làm chị bị rơi mất cái miếng này rồi. Đây, em Cam thử ăn xem có ngon không. Thế nào Cam? Ngon. Ngon mà trông mặt kiểu như là ăn một cái gì đó rất là đáng sợ ấy các bạn ạ. Để chị ăn thử xem nào. sô-cô-la thật. Ăn vị này chắc là em Cam sẽ thích hơn cái vị từ cái hoa đậu biếc này đúng không? Để em cho thật này ra đĩa. Bây giờ nha, để tớ thử nốt món thạch cuối cùng của em Cam. Đây là thạch xương sáo cho nên nó mới có màu đen xì như vậy. Khủng long ba sừng này, khủng long vây kiếm này, khủng long cổ dài này. Còn đây là miếng xương này. Bây giờ nha, ăn cái thành đen đen ấy, mình sẽ rắc thêm một chút topping này vào. Đúng rồi, topping chính là các cái gói mà màu tím tím này này. Đây chính là những gói kẹo nổ đấy. Mình sẽ ăn cái kẹo nổ, ăn cứ nổ tất tắc mồm à. À đúng rồi, anh sẽ ăn cái con khủng long vây kiếm này trước nha. Mình sẽ rắc ít ở đây. Cái kẹo này á, khi mà nó gặp nước ấy là nó sẽ nổ tách tách đúng không? Đấy. Rồi, các cậu nghe thấy chưa? Bây giờ mình sẽ xiên một cái này. Nhất đây. Muốn bùng cháy luôn. Cái thạch này nó mềm hơn cả hai cái thạch kia cơ. Xong rồi, khi mà vào mồm ấy, nó cứ nổ tách tách trong mồm ấy, buồn cười lắm các cậu ơi. Hay đấy, cái món này hay đấy. Bây giờ mình sẽ ăn cái con khủng long ba sừng này xem nào. Đấy, cho kẹo nổ như thế này này. Các cậu nghe thấy tiếng nổ chưa? Ôi. Em mua à? Ăn món này cực kỳ thích luôn. Vậy thật đấy, cho em ăn thử với. Chị đã chuẩn bị sẵn cho em Cam một con khủng long và có rất nhiều kẹo nổ bên trên rồi. Nè, em Cam há mồm ra, chị cho em Cam ăn thử món thạch này. Nổ tanh tách trong mồm luôn đúng không? Mà nó mềm. Em Cam thấy chưa? Hôm nay anh với cả chị Trang làm mấy cái món thạch này chắc chắn là ngon hơn thạch của em Cam là cái chắc. Từ giờ muốn ăn thạch cứ bảo với anh chị, thế là xong.